Viêm niệu đạo ở nam giới, nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị. Viêm niệu đạo là một bệnh lý phổ biến và thường gặp ở nam giới. Hiện nay, số lượng bệnh nhân nam bị bệnh viêm niệu đạo ngày càng tăng cao do những thay đổi từ môi trường sống và đời sống sinh hoạt không lành mạnh. Hiểu được đầy đủ nguyên nhân, triệu chứng và các tác hại của bệnh sẽ giúp nam giới lựa chọn được cách điều trị và phòng tránh bệnh tốt nhất. Viêm niệu đạo ở nam giới. Niệu đạo của nam giới là bộ phận nối dẫn nước tiểu từ bàng quang đến đầu dương vật qua lỗ sáo. Đây cũng là bộ phận có nhiệm vụ dẫn truyền tinh dịch mỗi khi nam giới xuất tinh. Nếu niệu đạo bị dị nguyên xâm nhập gây hại sẽ dẫn đến viêm niệu đạo ở nam giới, ảnh hưởng lớn đến bài tiết nước tiểu và chất lượng tinh dịch. Hiện nay, bệnh viêm niệu đạo ở nam giới đang có xu hướng ngày càng gia tăng, thường phổ biến nhất là nam giới trong độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Những người có triệu chứng mắc bệnh, nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm thì có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới chức năng sinh sản. Một số những nguyên nhân chính gây viêm niệu đạo ở nam giới: tiếp xúc hóa chất, khi tắm hoặc vệ sinh vùng kín, nam giới sử dụng các loại xà phòng không thích hợp, gây kích ứng hoặc do những tác động của chất diệt tinh trùng có trong bao cao su gây nên tình trạng viêm niệu đạo. Tác động cơ học, cũng có một số trường hợp nam giới bị viêm niệu đạo là do tác dụng phụ của các tiểu thuật như sau phẫu thuật đặt ống thông tiểu. Nông niệu đạo, thăm khám bàng quang. Người sau đặt ống thông tiểu có thể gây viêm niệu đạo nếu thực hiện sai kỹ thuật. Nhiễm khuẩn đường sinh dục, do tác động của vi khuẩn, nấm, trong đó vi khuẩn chiếm tỷ lệ lây nhiễm cao nhất, gây ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục của người nam dẫn đến viêm niệu đạo. Nhiễm khuẩn đường sinh dục có thể là do hẹp quy bao đầu, vệ sinh không sạch sẽ làm vi khuẩn đi vào trong niệu đạo gây viêm nhiễm niệu đạo. Quan hệ tình dục không an toàn, đây là nguyên nhân chính gây nên bệnh viêm niệu đạo nam giới. Nam giới đã từng quan hệ tình dục. Nếu bạn từng bị nhiễm các bệnh liên quan đến phụ khoa như giang mai, lậu thì nguy cơ bị viêm niệu đạo là rất cao. Vệ sinh bộ phận sinh dục không sạch sẽ, so với người nữ thì người nam giới thường ít chú trọng đến việc vệ sinh bộ phận sinh dục. Cũng chính những thói quen vệ sinh này mà khả năng mắc bệnh viêm niệu đạo ở nam giới ngày càng tăng cao. Nhịn tiểu, việc nhịn tiểu rất có hại cho sức khỏe. Không chỉ ở nam giới mà ngay cả nữ giới, việc nhịn tiểu sẽ làm cho vi khuẩn tích tụ tại bàng quang và dẫn đến bệnh viêm niệu đạo. Tóm lại, bệnh viêm niệu đạo thường được gây nên bởi các sự nhiễm trùng qua đường sinh dục như bệnh lậu, chlamydia hoặc bởi siêu vi trùng gây bệnh viêm da, herpes simplex. Những trường hợp này được thấy nhiều hơn ở nam giới ở độ tuổi trưởng thành và có quan hệ tình dục. Bên cạnh đó, các vi sinh vật khác không lây nhiễm qua đường sinh dục cũng có thể gây nhiễm trùng niệu đạo ở nam giới như vi khuẩn bình thường sinh sống ở cơ quan sinh dục có thể gây nhiễm trùng niệu đạo. Nhiễm trùng bàng quang, tuyến tiền liệt hoặc người các phẫu thuật đường tiết niệu có thể dẫn đến viêm niệu đạo ở nam giới. Dấu hiệu nhận biết bệnh viêm niệu đạo ở nam giới. Viêm niệu đạo ở nam giới giai đoạn đầu thường rất khó phát hiện để có thể điều trị sớm, bởi các triệu chứng của bệnh thường không rõ ràng và rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh nam khoa khác. Dưới đây là những triệu chứng viêm niệu đạo thường gặp ở nam giới để người bệnh có thể nhận biết và thực hiện thăm khám và điều trị bệnh sớm nhất. Tiểu nhiều, tiểu thường xuyên, nam giới thường xuyên buồn tiểu nhiều lần trong ngày, tiểu rắc, khi đi tiểu có cảm giác buốt giác. Nước tiểu có màu đục lẫn mủ hoặc máu. Sưng đỏ, ngứa dương vật, cảm giác ngứa lỗ sáo và bao quy đầu, đầu niệu đạo bị sưng đỏ. Đau ở bìu, dương vật căng tức. Tăng tiết dịch dương vật tiết nhiều dịch, thường ở lỗ niệu đạo. Dịch nhầy tiết ra có màu trắng, hơi vàng và xanh. Đau khi quan hệ tình dục, nam giới có cảm giác đau buốt trong và sau khi quan hệ tình dục, tình trạng đau xuất hiện cả khi đang cương dương và xuất tinh. Ngoài ra, nam giới có thể có cảm giác đau âm ỉ vùng bụng dưới, thắt lưng và vùng sương mu. Một số trường hợp khác thường thấy như buồn nôn, sưng khớp, nổi hạch, sốt từ nhẹ đến cao, nóng gian bên trong vùng niệu đạo. Nếu nam giới thấy mình xuất hiện một trong những triệu chứng trên hãy đến ngay các cơ sở y tế uy tín gần nhất để được chẩn đoán và điều trị nhanh chóng. Không nên chủ quan để tránh được những biến chứng nguy hiểm. Viêm niệu đạo ở nam giới có nguy hiểm không? Hầu hết nam giới bị viêm niệu đạo thường rất mơ hồ, không nắm rõ được các triệu chứng của bệnh và không chủ động thăm khám khiến bệnh diễn tiến gây ra những biến chứng nguy hiểm. Bệnh viêm niệu đạo ở nam giới nếu không được điều trị sẽ có thể gây ra một số biến chứng sau: suy thận mãn tính, đa số tình trạng bị viêm niệu đạo có thể gây ra chứng suy thận mãn tính. Theo thống kê lâm sàng, có tới 25% bệnh nhân bị suy thận do bệnh viêm niệu đạo. Hẹp niệu đạo, tiểu tiện khó, bệnh viêm niệu đạo ở nam giới ảnh hưởng trực tiếp đến phần da của niệu đạo, dễ hình thành nên sẹo. Đối với những trường hợp bị viêm niệu đạo nặng, niệu đạo sẽ hẹp lại gây khó khăn trong tiểu tiện hàng ngày của nam giới, ảnh hưởng đến sinh dục, có thể gây ra vô sinh. Các chuyên gia nam khoa cho biết, viêm niệu đạo ở nam giới nếu kéo dài có thể xuất hiện nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm bàng quang, viêm tuyến tiền liệt. Đồng thời, viêm niệu đạo còn khiến thành phần dịch của cơ quan này thay đổi, ảnh hưởng đến thời gian dịch hóa của tinh dịch. Đồng thời, viêm niệu đạo có ảnh hưởng không nhỏ đến ống dẫn tinh, tinh hoàn và mạo tinh hoàn,
từ đó dễ gây ra chứng áp xe niệu đạo. Do niệu đạo, liệt dương, xuất tinh sớm ở nam giới. Chính điều này dẫn đến chất lượng tình dục ở nam giới bị suy giảm, thậm chí gây vô sinh hiếm muộn. Chẩn đoán viêm niệu đạo ở nam giới. Việc chẩn đoán bệnh viêm niệu đạo ở nam giới dựa vào xét nghiệm chất nhầy mủ vào sáng sớm lúc mới ngủ dậy. Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể chỉ định người bệnh làm một số xét nghiệm khác như xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, nội soi bàng quang để chẩn đoán được chính xác. Sau khi có kết quả chẩn đoán, các bác sĩ sẽ tiến hành điều trị. Tùy vào từng tình trạng và sức khỏe của người bệnh mà sẽ có các phác đồ điều trị khác nhau. Điều trị viêm niệu đạo ở nam giới. Việc điều trị viêm niệu đạo ở nam giới phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra loại thuốc điều trị phù hợp với tình trạng bệnh. Ngoài ra, bệnh nhân có thể điều trị bằng thuốc đông y uống tại nhà. Nếu muốn được tư vấn và điều trị vui lòng liên hệ với tôi theo số máy 0911333115.